Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận vừa ban hành nghị quyết công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Danh sách gồm 53 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, đại biểu nữ chiếm 28,3%, đại biểu tái cử chiếm tỷ lệ 49,06%. Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận, cuộc bầu cử ở tỉnh đã diễn ra an toàn đúng luật. Nhân dân trong tỉnh tin tưởng những người trúng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri. Đại Đức Thích Đạt Ma Khế Định là một trong số 53 người đắc cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa 11. Đại Đức Thế danh Phan Hùng Phương sinh ngày 26 tháng 7 năm 1970 tại phường Bảo An, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Hiện Đại Đức là ủy viên Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, ủy viên ban trị sự kim phó ban hoàng pháp giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bình thuận phó ban thường trực ban trị sự phật giáo huyện hàm tân trưởng ban hoàng pháp giáo hội phật giáo việt nam huyện hàm tân trụ trì thiền viện trúc lâm chánh thiện huyện hàm tân tỉnh bình thuận đắc cử tại đơn vị bầu cử số 10.